rút lui, rút lui, rút lui. Sao chị đây? Chúng ta phải bắt, Chaser đang là mục tiêu của chúng ta. Sẽ phải đối đến nếu mà chúng ta không có cơ hội. Trái cây, 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 tr
đành thôi nhìn theo người đi. Khi đã xa mặt rồi chỉ còn anh với những mộng mơ lành thì giờ lòng mang theo những vấn vương, một cần kề đầy nhớ thương không thể nói ra để rồi nhớ nhau lòng đây thấu mây phần uống nhầm anh mà say cả đời. Dù tình có ở phương trời biết sẽ không chạm được đến đâu, đành phải mất nhau. Giờ lòng mang theo những vấn vương, một cần kề đầy nhớ thương không thể nói ra để rồi nhớ nhau lòng đây thấu mây phần uống nhầm anh mà say cả đời. Dù tình có ở phương trời biết sẽ không chạm được đến đâu, đành phải mất nhau. Ai Alabama Maradona chap mo fuck I'm a la Alabama chap. Ta cùng khiêu vũ như điệu mambo, theo cái túi chéo tưởng anh giang hồ, nhưng sự thật anh đang muốn nhảy như điệu tango. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây để nó biết ông chủ chính là ai đây. Hay tờ may mờ cho nó phơi thay, mất trong quan tài sống lại vài con dơi bay. Đúng vậy thưa ngài, đời con nó chưa dài, hai cọng đang cầm trong phòng thu ra bài, nóng dần ở trong này tua tiệc qua ngày. Đúng vậy thưa ngài, trong phòng thu ra bài, lạy chúa mất tao ổ anh đang góp biết. Anh đang đưa mấy đứa em lên trên top clip. Không đồ vì tụi tao là tụi tao, còn tụi mày là tụi mày. Alo alo. Tôi chắc chắn là người đáng tin để em chút bầu tâm sự chuyện gia đình và những áp lực chưa một lần than thở. Mối tình mà em dốc hết tâm can lúc này chỉ còn giang dở, đưa vội hai tay che đi nỗi uất ức nghẹn trào. Em bảo không khóc nhưng lời em nói cứ bị tiếng nấc chạy vào. Từ khi nào quãng đường em đi phải bước những bước nghẹn ngào, như thể tuổi xuân muốn trôi qua chưa từng có lời ước hẹn nào. Ly rượu giờ đối với em cứ như điều ước đặt ở trước mặt, nuốt hết niềm cay đắng, nuốt nước mắt mà chẳng cần bước mặt. Những niềm đau mà không một khâu nào ai phá nổi, em dần học cách để cho làn khói đi sâu vào hai lá phổi. Nhưng em ơi, em xứng đáng nhiều hơn những điều như thế. Anh chắc là sẽ luôn có một nơi đang đợi em trở về. Đừng lựa chọn lấy điều tiêu cực là thứ em nghĩ tới. Buồn đau chẳng giống men rượu, em càng uống càng không cách gì vơi. Còn cả một chặng đường dài chờ em phía trước kìa, vẫn hay cứ là mình, vẫn vui vẻ hồn nhiên như trước kia. Lúc mặt trời lên, khi bồ công anh khẽ chớm nở dại, ánh nắng kề bên, nụ cười trên môi em sẽ sớm trở lại. Như nhận ra những lời tôi nói, em mỉm cười không còn đẫm lệ. Và người khách cuối cùng đưa nhau đi, chẳng hề chậm trễ chấm hết cho một ngày dài khi cả em và nó đều ngã gục. Chắc là viên thuốc vừa nãy đánh cháo đã có tác dụng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vội vã ngang trái.